Một bà mẹ 65 tuổi ở Hàn Quốc đã dùng đá và gậy tre đánh con trai 35 tuổi trong suốt 2,5 giờ với khoảng 2.000 lần. Trận mưa đòn trong cơn tức giận của bà mẹ khiến cho người con trai chết ngay sau đó với nhiều vết xuất huyết dưới da. Vụ việc mẹ đánh con 2.000 lần đến chết xảy ra vào tháng 8 năm 2020. Khi đó bà mẹ tới gặp con trai ở chùa hơn 2 tháng nhằm chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Hai mẹ con đã xảy ra xích mích và người mẹ lấy đá ném vào con trai trước khi dùng gậy tre vụt khoảng 2.000 lần vào anh. Ngay cả khi cậu con trai gục xuống đất, người mẹ vẫn không chịu dừng tay. Bắt đầu bà mẹ 65 tuổi bị truy tố với tội danh ngộ sát với khung hình phạt lên tới 15 năm tù. Tuy nhiên, tòa các cấp bác bỏ cáo buộc ngộ sát vì cho rằng bà mẹ không lường trước được việc đánh đập có thể dẫn đến cái chết của con trai. Trải qua 3 phiên tòa xét xử, sau cùng hành vi đánh 2.000 lần đến chết con trai của bà mẹ phải trả giá bằng bản án bảy năm tù được tuyên án trong phiên tòa mới nhất